Xin chào toàn thể anh em đam mê mai dần nha, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào lại sưu tầm ủng hộ. Hôm nay mình có nè, gồm có anh Lê Phi Lên, anh Bé, chào anh em, anh Tông, anh Lê Phi Điền, Tông, anh Đen công ty mai. Có một còn và một số phôi mai rất là đẹp, đấy, giới thiệu đến anh em hôm nay nè. Anh em cứ việc chuẩn bị tiền để đá World Cup á, mình mua mai hết đi để dành Tết mình chơi nha anh em nha. Anh em đây là anh là Nguyễn Anh Văn Trái nha anh em. Hello mấy anh em, mình bữa nay lại tiếp tục làm clip phôi mai rừng Bình Thuận nha. Cây bao ngon bao đẹp nha mấy anh em, là chỉ vô là lựa chọn thôi, tùy theo ý thích của mấy anh em, dáng nào cũng có. Anh chúc anh em trồng cây đồ không? Quái không có. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành, mua về cây trồng mạnh khỏe, cây bầu chắc nuôi mấy anh em à. Rồi phôi này là phôi đầu tiên nha anh em nhá. Anh em xem clip mình cũng biết rồi, mình thường là có mã số cây, giá tiền mình bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi những anh em mới á, vui lòng cọc cho mình vài trăm ngàn cho mình lấy động lực mình gửi cây an toàn anh em nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi. Mình vào việc nha anh em nha. Rồi. Phôi đầu tiên. Một phôi rất là đẹp. Chờ lâu. Mình vào việc luôn. Mấy anh em xem anh em nha. Thấy không? Để cây này nó có cái đuôi. Nó có cái đuôi đẹp lắm anh em à. Về mình ghép vô. Rồi cây này là cây xiên nha anh em nha. Mời quá anh đẹp. Xem quanh. Ủa chi nè. Quanh 33. Cao 35. Bay 60, bầu dài 51, chốt anh em ơi, chốt ơi, cây đẹp á. Anh em tranh thủ nha. Quá đẹp. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nữa nha anh em. Phôi đế nè, đế bọc phê luôn ha. Đế bọc phê luôn. Đế lực không á anh em à. Cây nó có miếng thẹo đây anh em à. Đấy, cây chơi đẹp. Chơi được cho anh em à. Rồi quanh. Mời mấy anh xem và nhanh cây lực không ạ? Cây đẹp quá mấy anh em ơi. Cây lỡ hoành. Hoành 43. Cao 53. Bầu dài 50. Chốt đi mấy anh em. Dứt. Tự cây đảo quá mấy anh em ơi. Anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế đẹp nè. Đấy, đế đẹp. Cây này chơi xiên nha anh em nha. Xiên nhẹ nha. Xiên 45 độ nha anh em. Nó có cái đỉnh lắc đẹp lắm nha mấy anh em. Đỉnh nè. Cây sạch. Đỉnh lắc hai nhịp rất đẹp nha mấy anh em nha. Cây này đế phình nha anh em nha. Quanh. Rồi mời mấy anh em xem quanh đi. Quanh 35. Cao 37. Bầu dài 40. Chốt đi mấy anh em dứt. Anh em tranh thủ nha. Cây đẹp không à. Giờ anh em ơi lại tiếp tục anh em ơi, một phôi đế nè. Đế bao phê luôn nha anh em nha. Nha. Cây đế chải đẹp nha mấy anh em. Kinh dễ nè. Đế chải có độ chải nè. Phê luôn. Đấy, cây cốt nè anh em thấy. Cốt lực. Sạch sẽ nha. Quanh. Anh em nào thích chơi cây trực vô. Dứt. Mời mấy anh em xem mình luôn. Quanh 37. Cao 51. Bầu dài 50. Chốt cái mấy anh em dứt. Lộn đi. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đẹp nữa nè. Một phôi đế đẹp. Đế đế. Quá phê luôn. Nó phê. Cây thằng chủ xuyên qua ngóc đầu lên anh em. Lên bộ chi nè. Bộ chi sạch sẽ đẹp. Rồi hoành đi anh. Rồi. Cây được á. Anh cho mấy anh em ngắm chút nữa. Giờ rồi. Thôi mời mấy anh em xem hoành. Mua băng vệ sinh rồi về ta. Lúc tôn mày. Hoành 31. Xuống dưới rồi. Cao 85. Tổng ngang dàn chi 58. Và đồ xiên dưới đã. Bầu dài 39. Chốt mấy anh em. Giúp. Tranh thủ nha anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế đẹp nữa nè. Đế quá phê luôn nha anh em nha. Chi được luôn. Đấy. Sạch sẽ. Sạch cây.
cây được anh em. Cây đó là dễ là bao bao phê luôn. Quên. Mời mấy anh em xem quanh. Cây bao phê. Cây này quá đẹp. Quanh 38. Cao 58. Tổng ngang dần chi 44. Ý lượng 44 mấy anh em à. Bầu dài 45 chốt với mấy anh em giúp. Lượm. Tranh thủ nha. Em lại tiếp tục anh em. Này nó bắt rồi thôi chứ không có đâu mà. Rồi anh em tiếp tục nè, một chi quá đẹp luôn. Một cây đế bao phê à, một cây quá đẹp, đế bao phê luôn. Trời quánh nó. Đế bao phê luôn nha anh em nha. Chi được nè. Này, cây bộ đế quá khủng. Quanh anh. Rồi, mời mấy anh em xem quanh cây sạch sẽ đẹp. Đế đẹp. Cây cũng thuộc dạng cây VIP á mấy anh em à. Quanh 37. Cao 53. Bầu dài 50. Chốt với mấy anh em giúp. Giúp nha anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi nữa nè anh em nè. Cây này mình quay lên hôm trước rồi. Khách chốt xong mà mình gửi thông tin thiếu cây này. Cho nên hồi lại giờ đăng lên lại bán tiếp nha anh em nha. Cây bây giờ lên nhựa rất là sung anh em ạ. À. Lên nhựa rất là sung. Cây này một cốt đế đẹp. Chi đẹp luôn. Cây nó có một miếng lũa thép rất là đẹp. Đấy, anh em xem. Của anh. Rồi, mời mấy anh em xem vành nha. Vành 36. Cao 48. Bầu dài 36. Chốt đi mấy anh em, dứt đi. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi. Nè, phôi được anh em ạ. À. Đế nè. Đế rất là ngon nha anh em nha. Anh em thấy không? Đế không? Cây xuyên nha mấy anh em. Cây xuyên nè. Cây ok lắm anh em ạ. À. Quành đi. Rồi mời mấy anh em xem vành. Cây sạch sẽ nha mấy anh em ạ. Cây trong này nó hơi rối một chút. Về xử lý nha anh em nha. Quành 33. Cao 38. Độ xuyên của cây 54. Bầu dài 42. Chốt đi mấy anh em. Dứt. Giờ anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế được nữa nè. Đấy, đế bao phê nha anh em nha. Cây một cốt. Lên da bộ chi hợp lý luôn. Mình đem theo. Cây da bộ chi đẹp luôn. Ủa anh. Rồi mời mấy anh em xem vành. Vành 28. Cao 49. Cho ai quan trọng không mấy lời em về. Biết bầu dài 38. Chốt quay mấy anh em. Dứt. Dứt. Chục triệu luôn. Đế nè anh em à. Nha. Đế bao phê. Cây này thì nó có mấy miếng thẹo trên đây nè. Thẹo này mình tự đục nha anh em nha. Đấy, về anh em không thích thì bò bò sơ sơ lại. Cây một cốt cốt lực. Chi cũng tạm được. Đấy. Mời anh em xem vành. Mời mấy anh em xem vành. Đế bao phê luôn anh em. Cây đế đẹp mấy anh em à. Vành 34. Cao 54. Bầu dài 42. Chốt quay mấy anh em. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Cây đế được nè. Đế xón anh em thấy không? Nó xón nè. Đấy, xón nè. Xón nhất là ngộ nghỉnh nha anh em nha. Đế bao phê. Chích trà. Đây là nó có một đường tét thôi. Ủa sao nó tét chỗ này ta. Đấy nên lấy đục ạ. Anh dặn đường bô keo vô nha. Rồi chi khá đẹp. Cây không lũ bọng gì luôn. Sạch cây. Hoành anh. Rồi mời mấy anh em xem cây vành nha. Cây khá duyên luôn nè. Cây đẹp á. Hoành 32. Cây đẹp lắm. Cao 57. Thiệt không? Bầu dài 43. Không dứt. Bao giờ nó lâu. Dứt. Mưa lắm. Giờ anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế đẹp nữa nha anh em nha. Đế nè. Bao phê luôn nha anh em. Đấy, đế bao phê nè. Chi nè. Làm được ha. Cây trên thân nó có một cái thẹo tự nhiên nha. Giót ngọn. Quanh. Cây quá đẹp. Rồi mời mấy anh em xem vành. Đế quá lực luôn nè. Quanh 33. Cao 43. Bầu dài 42. Chốt đi mấy anh em. Dứt. Tranh thủ nha anh em nha. Sắp hết rồi. Anh em ơi lại tiếp tục một cây đế đẹp luôn anh em à. Đế bao phê cho anh em nha. Đấy. Đế quá phê. Chỗ bà. Không
cây nè, chi nè, chi sạch luôn, cây không lú bọng luôn anh em à. Đấy, đục này bôi keo lại vành á. Rồi mời mấy anh em xem vành cây đẹp anh em à, chụp chi sạch vành 33 cao 46 bầu dài 40. Mời mấy anh em xem tiếp cái vành. Giờ anh em lại tiếp tục anh em, một phôi đế được nữa nè, đế ngon luôn anh em à. Đấy, cây này cây nghệ thuật anh em à, hai thằng bay đuổi nha anh em nha. Đây, một cốt lên nè, hai thằng co đều luôn, bay đuổi nhau rất là tình nha anh em. Đấy, cây này lên chậu thấy rất là tình nha anh em nha, đế khá vững luôn, bao đẹp à, anh em thấy hai co. Rồi vành, mời mấy anh em xem vành. Vành 26 cao 67 có hai thằng đuổi 39 bầu dài 42. Chốt với mấy anh em chứ. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi bao đẹp luôn anh em à, một phôi đế rất là đẹp nha. Đấy nè, cây này thì vành nó cũng vừa thôi nhưng mà được cái thằng lượng da rất là tình nha anh em nha, ba thằng được không, ba thằng lượng da tình lắm, đế thì bao phê anh em à, cây thì rất là sung vành anh. Rồi mời mấy anh em xem vành cây lượng rất đẹp nha. Đi đâu rồi, đi về quê nội. Wheelwood vành 32 có vụ Wheelwood nữa, cao 51 tiếp đi, chi bây giờ 45 tiếp đi, bầu dài 50 chốt dứt lụm mấy anh em ư. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi, một phôi đế đẹp anh em ơi. Dì ba dì tư ơi, bơi vào coi đi dì ba dì tư ơi. Đấy nè, bao phê, một cốt xiên nhẹ, chi sạch, cây không lúa bọng, dốt ngọn vành. Rồi mời mấy anh em xem vành. Đúng rồi, vành 34 cao 50 bầu dài 38, chốt với mấy anh em à, là mấy em lại xin dân... lại tiếp tục anh em nha. Vú quần đồ lại không à, à cây à, đế nè, dễ dễ quá phê luôn anh em à. Cây này cây chi đẹp mấy em à, quá phê luôn, cây chi quá phê. Cây này thì cây bay anh em nha, à chi nè, sạch sẽ bay ra nè, những cây bay mà nó mới có mấy cái co này nó mới đẹp à. Cây chi sạch không lũ bọng gì luôn. Đấy, dứt đi. Rồi mời mấy anh em xem vành. Vành 31 cao 35 bay 51 bầu dài 35, chốt với mấy anh em. Rồi, anh em tranh thủ nha, cây quá phê luôn anh em à. Rồi mấy anh em cho nghỉ chút, quánh thằng này miếng nữa. Dứt đi anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi, một phôi đế đẹp nữa anh em à. Đế nè, đế quá ngon nha anh em nha. Đấy, đế ngon lành cành đào. Cây này thì có bộ chi dâm rất là đẹp, bộ chi đều hết luôn, về là để tự nhiên chơi luôn, khỏi ghép luôn em à. Nhìn cây này là biết bông đẹp rồi, 5 năm sau mới biết. Cây quá đẹp luôn anh em à. Cây này về bảo đảm với anh em, trong vòng mấy tháng sẽ có hoa nha. Rồi quanh. Rồi mời mấy anh em xem vành. Khúc này là liền bệ liền khối luôn nè anh em nè ha. Rồi vành á, vành 37 cao 77 chào bán luôn. Tổng ngang dàn chi 60 bầu dài 42, chốt mấy anh em dứt. Rồi anh em tranh thủ chốt nha anh em nha, dứt đi. Em lại tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nè, đế bao phê luôn anh em, lắc nhị nè, ngon lắc nhị dốt ngọn ba chi, cây khá phê. Mini để bàn nha anh em nha, vành để bàn, mời mấy anh em xem vành cây để bàn. Vành 27 cao 40 bầu dài 33, chốt với mấy anh em. Rồi dứt nha anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nha anh em nha, đế quá phê luôn, đế nơm trên mặt chậu hết luôn anh em ạ, để lên trên mặt hết luôn. Chi nè, đẹp
chị bao phê luôn em à, thấy không? Trời, nó có một cái tay phóng ra rất là hợp nha anh em nha. Cây rất đẹp mấy anh em. Đây đánh một tán hồi đầu nè anh em. Đẹp quá. Rồi, mời mấy anh em xem vành. Cây quá phê luôn anh em. Quanh 29. Cao. Cao 45. Bay. Bay 37. Bầu dài 48. Chốt với mấy anh em giúp. Mời anh em sưu tầm. Giờ anh em lại tiếp tục anh em. À, đế nè, đế bao phê luôn nha anh em nha. Cây đế rất là đẹp. Đế quá chuẩn luôn anh em à. Cây đế chuẩn, cây này chơi cây xiên nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Một cây chi thăng đặc sệt, cây không lúa bỏng. Ba chi luôn, đẹp nha. Cây nó có độ xiên nha. Cây xiên, quanh. Mời mấy anh em xem vành. Vành 32. Cao 48. Độ xiên 45. Bầu dài 46. Chốt rồi mấy anh em, dứt. Dứt anh em. Anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế đẹp nữa anh em à. Đế bao phê luôn. Chi nè, chi quá đẹp luôn anh em à. Anh em thấy nhìn chi không? Chi quá đẹp luôn nha. Đế thì bao phê, chi thì bao đẹp. Vành. Rồi, mời mấy anh em xem vành. Cây này dễ khám rồi, bao phê luôn anh em à. Vành 32. Bầu dày à. Cao 47. Tổng ngang dàn chi 38. Bầu dài 48. Chốt về mấy anh em dứt. Rồi anh em chạy thử. Cây quá đẹp ấy. Anh em lại tiếp tục nha anh em nha. Một cây đế này. Đế bao phê luôn anh em à. Một đế bao phê lắc nhẹ nè. Lắc hồi đầu luôn anh em à. Anh em ở cái chi này nó hơi yếu nha anh em nha. Đó, chi đẹp luôn. Cây quá đẹp anh em à. Rồi mời anh em xem vần. Mời mấy anh em xem vần. Cây quá đẹp. Vành 32. Cao 59. Bầu dài 48. Chốt về mấy anh em dứt cây xiên đẹp á. Đế dũng. Anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế nè. Đế bao phê luôn. Đế đều bốn mặt luôn nha anh em nha. Đó, một cốt. Mini đế bàn. Cây xiên nhẹ. Vành. Chì đẹp giót ngọt. Mời mấy anh em xem vành. Cây đỡ bàn VIP luôn mấy anh em à. Vành 27. Ý cha. To. Cao 47. Ý cha được. Bầu dài 35. Chốt rồi mấy anh em à. Cây này mấy anh em giờ đế bàn mà dứt nghiêm chân dài để nữa lần tới tới tới. Rồi anh em. 5 giờ sáng tới giờ. Đế nè anh em nè. Đế bọc về luôn. Đế quá VIP. Cây lắc nhẹ nè anh em à. Lắc nè. Cút 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 cút. Cây này mà nó thật sự nó mà gom chi nữa thì cây này bao phê cho anh em. À, cây này vết cắt hơi to nha anh em nha. Một cốt. Cây trên này nó có mấy cái lõm da lõm vô rất là độc. Rồi vành anh. Mời mấy anh em xem vành. Cây sạch không bao phê. Vành 35. Cút. Cao 73. Đồ vành trên này. Vành trên á, vành ngọn. Vành ngọn 25. Bầu. Bầu dài 46. Dứt. Là mấy anh em ơi. Mơ tiếp tục một cây nữa. Cây này cốt lẫn nha anh em nha. Cốt lỡ. Chi nè. Đế mà tạm được. Dễ quá nhiều luôn anh em. 4 thăng nha anh em. Rồi vành đây anh em ơi. Rồi. Mời mấy anh em xem vành. Có đâu, 430 luôn, 420. Vành 41. Cao 80. Bầu dài 40, dứt đi mấy anh em, chốt. Dứt. Em lại tiếp tục anh em nè, một phôi đế đẹp. Đế nè. Đế quá phê luôn anh em à. Chi đẹp, tròn chi luôn. Sạch. Sạch sẽ. Vành. Mời mấy anh em xem vành. Cây tay đẹp á mấy anh em à. Tay đều. Vành 34. Cao 44. Bầu dài 36.
chốt quay mấy anh em vô đi. Anh em tranh thủ nha. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một cây phôi năm á. Bay nữa, đẹp lắm anh em à. Đế nè. Đế chân đầy đủ nha anh em nha. Rễ đồ cũng quá nhiều luôn. Cây bò hết trên mặt chậu luôn anh em. Dài chi. Nào. Quanh. Rồi, mời mấy anh em xem vành, cây đẹp á mấy anh em à. Đẹp luôn nha. Bữa xử lý này kém quá. Vành 30. Bay 58. Bầu dài 36. Chốt đi mấy anh em dứt. Anh em lại tiếp tục anh em. Một bộ chi rất là độc nữa anh em nha. Đế nè. Đế rễ là cũng ok à. À, bộ chi dày luôn anh em à. Rồi vành. Rồi mời mấy anh em xem vành. Cây lợi vành mấy anh em ơi. Wood vành 58. Có nhiều wood nữa ha. Cao 74. Tổng ngang dàn chi 70. Bầu dài 48. Dứt mấy anh em ơi. Cây đẹp quá mấy anh em ơi. Tranh thủ anh em. Cây sạch không lũ bọng gì luôn. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế được nữa nha anh em nha. Đấy. Cây ok lắm anh em à. Cây rễ được bao phê hết luôn. Cây chi đẹp luôn anh em à. Ha. Cây sạch cây. Chi quá nhiều luôn. Về phát bao vô chơi thôi. Anh em thích gút kiểu này là gút. Rồi, được. Quanh đi anh. Mời mấy anh em xem vành. Vành 37. Cao 35. Bầu dài 36. Chốt với mấy anh em. Dứt. Tranh thủ nha anh em nha. Anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế đẹp nữa anh em ơi. Để to ăn. Nó được nha. Thầy dạy đó. À, một cốt. Cây chi đẹp á, cây sạch không lũ bọng gì luôn. Đấy. Anh em xem kỹ rồi chốt nha anh em nha. Rồi xem kỹ nói chuyện mấy anh em ơi. Vâng. Mời mấy anh em xem vành. Vành 39. Bữa nay mới nãy giờ mới để tự nhiên. Cao 73. Anh cháy mặc đồ đẹp nghe. Bầu dài 47, chốt đi mấy anh em đừng nghe lời cái mấy thằng xàm xàm xíu chú hụ hoài nha. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục. Một cây đế được nữa anh em à. Đế bấm xuống nè anh em thấy không? Có hai mấy cái dễ bấm xuống nè. Những cái dễ này là nuôi cây là bao phê nè anh em ha. Đây, cây này nó sạch cây luôn anh em à. Cây một cốt, da bộ chi đẹp luôn. Cây nó có mấy miếng da bị chóc lâu hồi nào rồi nha anh em nha. Về anh em có canh ăn này mình gọt lại này chóc thẳng thớ luôn mình gọt lại nha anh em nha xong mình đít tích keo vô còn không lát nữa mình xử lý luôn quanh rồi mời mấy anh em xem vành rồi lưu ý này giùm em hả cây xử lý quanh 35 cao 60 cây khá sung cây sung gươm bầu dài 48 chốt đi mấy anh em à rất là cây đẹp á chăm chú nha. Rồi anh em lại tiếp tục một cây bồ đế rất là đẹp nữa nha anh em nha. À, cái rễ này nè, lượng lượng rất là đẹp. Bấm xuống hết mặt chậu luôn anh em à. Cái này mà cốt lên da bộ chi, bộ xương cũng được không anh em. Cái này đúng da chân người thuộc về tất đây là chơi cái này nè. Bỏ hết cây hả? Rồi đó anh em. Còn cây được. Cho người ta. Được anh em. Quang. Đẹp mấy anh em ơi, chơi chỗ nào cũng đẹp. Cây không lũ bọng, sạch cây. Cây đế, bộ đế nơm vá vip mấy anh em à. Mời mấy anh em xem vành. Vành 29. Cao 64. Con chị bay 55. Bầu dài 50. Dứt đi mấy anh em. Chốt. Dứt. Anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi. Một phơi đế đẹp nè anh em nè. Dễ nè. Bao phê luôn, u cá lắm luôn, 3-4 phát luôn. Rồi, cây đẹp anh em, bộ đế đẹp. Cây một cốt nha anh em nha. Tới đây xuyên qua hồi đầu. Đấy. Quanh. Mời mấy anh em xem vành nha. Cây đế đẹp quá đẹp nha mấy anh em. Quanh. Chỗ này về mấy anh em sau để trang trí nội thất. Nội thất lên đây nè. Cây quá đẹp. Độc thiệt chứ. Mời mấy anh em xem vành. Cây mai trang trí nội thất luôn đây với đâu. Vành 35. Cao 50.
bầu dài 53. Chúc quý mấy anh em. Rồi, giúp. Cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em. Tạm biệt anh em. Giúp. Bye bye.